Đại tá Hùng Cao, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tranh cử chức thượng nghị sĩ tại Virginia, đã được cân nhắc cho nhiều vai trò, bao gồm là Thứ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Hải quân, sĩ quan về giải quyết chất nổ, từng phục vụ ở Iraq, Á Phú Hãn và Somalia trước khi ra tranh cử. Đại tá Hùng có vẻ phù hợp với nỗ lực chống lại văn hóa quốc trong quân đội theo nghị trình của Tổng thống Trump. Các bạn nghe thật rõ nha, Đại tá Hùng Cao là được xem xét cho nhiều vị trí, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng hoặc là Bộ trưởng Hải quân. Đó, Bộ trưởng Hải quân. Tiếp theo là ông dân biểu Mike Garcia, cũng là ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Hải quân, theo hai người thân cận với đội chuyển tiếp quyền lực cho biết. Ông từng là một phi công chiến đấu lái chiếc FA-18, thực hiện hơn 30 nhiệm vụ chiến đấu trong lúc Mỹ đánh Iraq năm 2003. Vừa rồi thì ông đã thua chiếc ghế địa hạt 27 của mình ở California. Ông đã tuân theo các lập trường quốc phòng cứng rắn, chỉ trích những người Cộng hòa khác vì đã chặn dự luật chi tiêu 826 tỷ Mỹ Kim của Ngũ Giác Đài vào năm ngoái. Ứng cử viên tiếp theo cũng được cân nhắc, đó là ông dân biểu Ronnie Jackson. Ông Ronnie Jackson từng là bác sĩ của ba đời Tổng thống Mỹ. Ông cũng được cân nhắc để làm Bộ trưởng Hải quân. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông sẽ đem lại thêm khó khăn cho Hạ viện vì thế đa số của đảng Cộng hòa hiện đang rất mỏng manh. Mặc dù việc chọn ông vào Bộ Hải quân sẽ giúp cho Tổng thống Trump yên tâm vì có một người trung thành tuyệt đối. Tiếp theo, một ứng cử viên khác đó chính là ông doanh nhân John Phelan, một doanh nhân ở Florida và là một nhà tài trợ lớn cho Tổng thống Trump, một đại gia cho chiến dịch Tổng thống Trump đó. Cũng đã được đề cập như một ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Hải quân theo ba người chia sẻ. Một trong những người đó nói thêm rằng là nhà đầu tư giàu có này không yêu cầu cụ thể vai trò này, nhưng được đội của Tổng thống Trump nhắc tới, tức là ông không yêu cầu, ông không có, có thể là ông không muốn, nhưng mà bên phía của Tổng thống Trump cũng có nhắc tên. Rồi tiếp theo nữa là, nãy giờ là Hải quân ha, bây giờ mình tới không quân. Cựu dân biểu Chris Stewart ở tiểu bang Utah địa hạt 2, ông này phải nghỉ việc để về lo cho vợ bị bệnh. Thì ông Chris Stewart đang trong cuộc đua trở thành Bộ trưởng Không quân của Tổng thống Trump. Ông Stewart là từng là một cựu sĩ quan không quân, đã lái oanh tạc cơ B-1B và nắm giữ 3 kỷ lục thế giới về các chuyến bay của mình. Ông đã từng là một người chuyên về vấn đề phân bổ ngân sách và là một thành viên cấp cao trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, và ông là một người ủng hộ, người binh vực rất là cứng rắn cho Tổng thống Trump trong vụ đàn hạt lần đầu tiên về vấn đề Ukraine. Tiếp theo là bên phía của lục quân, thì ông Chris Miller là cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, đã được cân nhắc như một ứng cử viên tiềm năng cho chức là Bộ trưởng Lục quân. Ông Mueller cũng là một đại tá trong lực lượng đặc biệt của Lục quân. Ông từng là giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia trước khi được thăng chức làm quyền Bộ trưởng Lục quân khi Tổng thống Trump đuổi việc ông Mark Esper. Ông Mueller tuy nhiên có thể là một lựa chọn gây tranh cãi, xét tới khả năng lãnh đạo của ông trong vụ việc ngày 6 tháng Giêng và thái độ thường xuyên nói thẳng nói thật. Tiếp theo là một ứng cử viên khác, thì người này rất là khó tìm thưa quý vị, mà cô không biết là tìm đúng hay không, nhưng mà người này từng có tên trên bản đồ chính trị nhưng mà bây giờ biến mất tiêu rồi, biết ở đây còn hay không không có thôi nha. Người này tên là Dan Driscoll, một doanh nhân ở North Carolina và là bạn học tại trường luật của ông phó tổng thống đắc cử JD Vance, cũng được nhắc tới một ứng cử viên tiềm năng cho chức Bộ trưởng Lục quân theo một người cho biết. Ông Driscoll từng là trung úy trong lục quân và đã từng được điều động chiến đấu ở Iraq. Ông đã không thành công khi ra tranh cử chiếc ghế hạ viện địa hạt 11 ở tiểu bang North Carolina năm 2020. Nhưng ông đã tranh cử trên việc là ủng hộ bức tường biên giới mà Tổng thống Trump xây ngăn cách với Mỹ. Một người sẽ phục vụ cho chính quyền của Tổng thống Trump mà chúng ta cũng không có gì gọi là lạ với lại người này. Xin mời quý vị cùng tới với cái tin tức, đó là Tổng thống Trump
thông báo việc bổ nhiệm ông Matt Whitaker là quyền tổng trưởng lý dưới thời của Tổng thống Trump trong một thời gian, sau khi ông Jeff Sessions từ chức tổng trưởng lý. Và thì phải có cái người vào làm quyền tổng trưởng lý làm tạm. Thì ông Whitaker đã làm tạm một thời gian, sau đó là Tổng thống Trump mới đưa ông Bill Barr vô làm Bill Barr vô làm tổng trưởng lý. Thì sau khi mà hết nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump á, thì ông Whitaker là một người đóng góp, một chuyên gia cấp cao cho các tổ chức như là CPAC nè, rồi America First Policy Institute nè, rồi American Cornerstone Institute là những tổ chức của cánh hữu. Và bây giờ Tổng Trump đã đưa ông trở lại chính quyền của mình, nhưng không làm trong Bộ Tư pháp, mặc dù trước đó cũng có những tin đồn ông sẽ làm tổng trưởng lý hoặc là phó tổng trưởng lý. Thì Tổng Trump đã trao cho ông một nhiệm vụ khác. Xin mời quý vị tới với thông báo của đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump, đó chính là ông Matt Whitaker đã được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại khối NATO, Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương. Tổng Trump cho biết: tôi rất là vui mừng để thông báo rằng cựu quyền tổng trưởng lý Matt Whitaker đến từ tiểu bang Iowa sẽ là đại sứ của Hoa Kỳ tại tổ chức khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Matt là một chiến binh mạnh mẽ và trung thành, là một người yêu nước, người sẽ bảo đảm rằng những lợi ích của nước Mỹ sẽ được thăng tiến và bảo vệ. Matt sẽ làm mạnh mẽ hơn mối quan hệ với các đồng minh NATO của chúng ta và đứng vững khi giáp mặt với những cái mối đe dọa cho hòa bình và sự ổn định. Ông ấy sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết. Tôi có cái sự tin tưởng hoàn toàn rằng khả năng và vào khả năng của Matt để đại diện Hoa Kỳ với sức mạnh, với tính chánh trực và với một cái sự tận tâm không lay chuyển. Tôi muốn được làm việc thật là chặt chẽ với ông khi chúng ta tiếp tục quảng bá cái chính sách hòa bình bằng sức mạnh, tự do và thịnh vượng cho khắp thế giới. Matt cũng từng là một công tố viên liên bang cho khu vực Nam Iowa, là một người tốt nghiệp tại University of Iowa với tấm bằng cử nhân MBA và bằng luật. Khi mà ở đó ông cũng chơi các môn thể thao như là banh cà na và đã nhận được cái Medal of Honor, Big Ten Medal of Honor là một cái huy chương danh giá tại Iowa. Đó là thông báo của Tổng thống Trump về việc lựa chọn ông Matt Whitaker để làm đại sứ Hoa Kỳ tại NATO. Cũng rất là quan trọng trong bối cảnh NATO đang rất là bết bát dưới thời của ông Biden. Rồi NATO thì Tổng thống Trump cũng có những cái chính sách rất là cứng rắn trong quá khứ. Và bây giờ ông cần có một người phải trung thành với ông để tiếp tục đem ra những cái tiếng nói thật là mạnh mẽ này trên cái bàn họp của NATO để nước Mỹ không có bị lợi dụng, nước Mỹ không có bị các quốc gia ăn trên ngồi chóc, rồi có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu nước Mỹ, thưa quý vị. Và bây giờ Đồng Mai Cô xin phép được đi tới câu chuyện tiếp theo, đó chính là về sự lựa chọn nhân sự tiếp tục cho Bộ Quốc phòng của Tổng thống Trump. Sau khi mà Tổng thống Trump đã thông báo sự lựa chọn ông Pete Hegseth làm tổ bộ trưởng quốc phòng, thì Bộ Quốc phòng có vẻ biết rất là lớn, cho nên là sẽ có rất nhiều vị trí cấp dưới nữa cũng rất là quan trọng để hỗ trợ cho ông Pete Hegseth. Và có một bản tin nó cũng có liên quan tới đại tá hùng cao của chúng ta, hiện tại thì vẫn đang trong vòng được cân nhắc thôi chứ chưa chính thức có vị trí nào hết. Và Trần Mai Cô thấy có một quý vị hải đoàn như là có tin mới về đại tá hùng cao à. Thì đương nhiên là có tin mới thưa quý vị, nhưng mà Trần Mai Cô cũng nghĩ rằng, Trần Mai Cô cứ ngỡ rằng mình là người cuối cùng đưa tin. Nhưng mà lại không thấy ai đưa tin gì hết. Thường cái tin mà đại tá Hùng mà hôm bữa mà được gì cân nhắc để làm thứ trưởng quốc phòng, trời ơi, ta đồn quá trời quá đất luôn. Trần Mai Cô là một trong những người chắc cuối cùng đồn cái tin tức đó. Trần Mai Cô nghĩ là tin tức này cũng là cuối cùng mình đồn, nhưng mà chả thấy ai đồn hết. Tại sao thưa quý vị? Tại vì nó khác biệt ở chỗ cái tin tức như thế nào. Đây, bây giờ Trần Mai Cô xin phép được mời quý vị tới có một bản tin mà tựa đề chả nhắc gì về đại tá Hùng. Tựa đề chả nhắc gì về đại tá Hùng hết, nhưng mà trong đó nó có đại tá Hùng. Xin mời quý vị tới với bản tin của The Politico cho biết với nội dung như sau.
Đó, quý vị thấy Politico đăng nè. Chỉ cái tiêu đề là gì? Ai có thể là nhân vật số 2 trong bộ quốc phòng của ông Pete Hegseth? Ông Pete Hegseth là bộ trưởng. Thì bây giờ ai là nhân vật số 2? Tức là ai là nhân vật thứ trưởng? Kể cả trên màn hình đăng lên cũng hai cái mặt, hai ông nào đó, không phải là tá hùng. Cho nên có thể vì vậy mà các mẫu mặt đóng mặt, chuyên gia tin tức trên YouTube, trên X, trên Facebook lướt qua, không thèm để ý. Nhưng tại sao Trần Mai cô để ý? Vì nó có cái chữ Pentagon number 2, tức là gì? Người số 2 trong bộ quốc phòng. Người số 2 trong bộ phòng tức là gì? Thứ trưởng quốc phòng. Đó. Thấy cái tiêu đề không nhắc gì tới ông Hùng, thấy cái hình cũng không nhắc tới ông Hùng, lướt. Còn Trần Mai cô thấy số 2 của Ngũ Giác Đài, để ý. Bản tin cho biết với nội dung như sau. Hai người từng làm việc trong bộ quốc phòng đang chạy đua để trở thành thứ trưởng quốc phòng. Tuy nhiên tên của những người khác cũng đang được nhắc tới khi đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng Trump tìm cách lấp đầy các vị trí hàng đầu cho các bộ lục quân, hải quân và không quân trong bộ quốc phòng luôn. Những người có thể được đề cử cho vị trí thứ trưởng quốc phòng bao gồm là ông Robert Wilkie. Ông Robert Wilkie là bộ trưởng bộ cựu chiến binh thời của Tổng thống Trump. Và ông David Norquist, ông này là từng làm thứ trưởng quốc phòng của Tổng thống Trump luôn. Tức là ông này nếu mà có được chọn thì là quay về chống cũ ha. Politico đã nói chuyện với 7 người được giấu tên để thảo luận về các cuộc chọn lựa trong đội của Tổng thống Trump. Cũng như mọi thứ khác, không có gì là chắc chắn cho tới khi Tổng thống Trump đưa ra quyết định cuối cùng. Và giống như việc ông đã bất ngờ chọn ông Pete Hegseth làm bộ trưởng quốc phòng. Có rất nhiều điều chưa biết khi mà mọi người đang cố gắng nhìn vào những cái dòng tin tức đến từ những người xung quanh thân cận với ông. Ông Robert Wilkie thì đang là một trong những ứng cử viên rất là nặng ký. Ông này còn thêm một cái sức nặng nữa, đó chính là đang ở trong đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump về mảng quốc phòng. Ông ta đang là người dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí thứ trưởng. Theo 3 người có biết về những cuộc nói chuyện bên trong đội chuyển tiếp quyền lực, ông Wilkie dù chưa được có tin ti vô gì nhưng đã nhận được một số sự ủng hộ sẵn trên điện Capitol. Thượng nghị sĩ Tom Tillis, người đã từng thuê ông Wilkie làm phụ tá ở Thượng viện, cho biết là hiện ông không rõ ông Wilkie có nằm trong danh sách ứng cử hay không, nhưng cho biết ông ấy là một ứng cử viên sáng giá. Khi ông ấy đảm nhiệm vai trò đó thì có thể sẽ là một người vừa tư vấn mà vừa cố vấn cho ông Hegseth. Ông Tillis cho biết tôi hy vọng ngay lúc này ông ấy sẽ được cân nhắc cho một vị trí thuộc cấp nội các. Cabinet level, tức là một cái vị trí là cấp bộ trưởng trong nội các. Cũng được nhắc tới là ông David Norquist, một viên chức lâu năm của Bộ Quốc phòng tại Washington, đã đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong 2 năm cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Rồi ông cũng từng nắm chức là cục trưởng tài chánh của Bộ Quốc phòng. Ông hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia, một nhóm thương mại của ngành công nghiệp quốc phòng. Phát ngôn viên của tổ chức này, Rachel Sutherland, cho biết bà không hiểu rõ ý định của ông Norquist hoặc bất kỳ cân nhắc nào mà ông có thể có liên quan đến một vị trí tiềm năng trong chính quyền 47. Phát ngôn viên của đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump là bà Caroline Leavitt đã từ chối thảo luận về những người được đề cử cụ thể. Xin stop chút xíu nha. Quý vị vô hỏi về tướng Lương Xuân Việt, chừng nào có Trần Mai cô báo. Chứ bây giờ quý vị vô hỏi tướng Lương Xuân Việt không có hả? Làm ơn nghe hết tin tức giùm Trần Mai cô một cái nha. Chừng nào có tin tức về tướng Lương Xuân Việt hay bất kỳ một vị cựu sĩ quan nào gốc Việt của chúng ta mà được chánh quyền của Tổng Trump cân nhắc, lập tức sẽ có tin tức. Làm ơn nghe giùm tin tức giùm Trần Mai cô nha. Đó chính là lý do tại sao mà Trần Mai cô nói đó, là cái tin tức này nè, nó đưa lên chả ai thèm bàn tới, chả ai thèm đưa tin, tại vì nó không có nhắc tên người Việt của mình ở trỏng. Nhưng nếu như mà chịu khó theo dõi tin tức sẽ thấy cái chữ số 2 trong Bộ Quốc phòng là mình thấy tin tức trước đó đồn là gì, Đại tá Hùng là được cân nhắc cho vị trí thứ trưởng. Mình mới bấm vô để mình coi, mình mới biết có tên Đại tá Hùng ở trong đó và Đại tá Hùng được cân nhắc thêm vị trí nào. Làm ơn bình tĩnh nghe tin tức giúp Trần Mai cô nha. Chứ đừng có nghĩ rằng là phải có người Việt này người kia. Không có, thôi bỏ tôi nghe nữa. Ok. Tiếp theo, Thứ trưởng Quốc phòng thực hiện vai trò quan trọng là giám sát các hoạt động hàng ngày của Bộ Quốc phòng. Nhưng công việc này có thể trở nên quan trọng hơn nữa nếu như ông Hegseth
lại không có kinh nghiệm thực tế trong Bộ Quốc phòng ngoài thời gian ông ấy là một quân nhân. Phát ngôn viên hiện tại của Bộ Quốc phòng của ông Biden, bà Sabrina Singh, cho biết là đội chuyển tiếp quyền lực của Tổng Trump vẫn chưa ký bất kỳ biên bản nào để bắt đầu lập kế hoạch chuyển tiếp quyền lực với Bộ Quốc phòng của ông Biden. Bà nói thêm rằng các quan chức trong Bộ Quốc phòng hiện tại đã sẵn sàng và đang chờ làm việc với đội ngũ của Tổng thống Trump. Ngoài ra, danh sách này còn có một số những ứng cử viên khác cho một số các vị trí khác. Đây nè, nghe nè. Đó, nãy giờ là nhắc tới hai ông này thôi, đúng không? Bây giờ tới lượt đây nè. Đó, đó là những cái tin tức, đó là những ứng cử viên được nhắc tới trong cái bản tin ngày hôm nay. Và Đại tá Hồng Kông chúng ta mừng ở chỗ là cái gì thưa quý vị? Hôm nay cô đã từng nói với quý vị rồi. Đó chính là Michael không có mong gì hơn là một vị trí mà phải được Thượng viện phê chuẩn. Mà nếu như ví dụ như họ chỉ nhắm có một chỗ cho Đại tá Hùng thôi đó, thì được thì mừng, không được là thôi. Nhưng mà bây giờ cái bản tin nó ghi rằng là gì? Đại tá Hùng được xem xét nhiều vị trí. Nhiều vị trí. Và trong đó có thể có chức Bộ trưởng Hải quân thưa quý vị. Đó, chị Michael đã từng nói với quý vị rồi đó. Bây giờ chạy đi đâu cũng được hết trơn á, chỗ nào cũng được, người giỏi thì cái chỗ nào cũng có thôi. Mà bây giờ mình chỉ cần làm sao là có một cái vị trí nào đó là Thượng viện phê chuẩn, là Thượng viện phê chuẩn là được rồi. Đây, xin mời quý vị cùng coi lại với dòng Michael ha, là ở trong đây nè, đó có những chức vụ mà Thượng viện có sẽ phê chuẩn nè. Bây giờ mình chỉ canh là ví dụ như bên phía của Bộ Quốc phòng đi nha. Thì bây giờ cái chức là Bộ trưởng Quốc phòng thì đã có ông Hexet rồi nè. Ông ấy sẽ được phê chuẩn thôi, không ai làm khó được đâu. Rồi tiếp theo nữa là Thứ trưởng nè. Thì Thứ trưởng là hôm bữa là cách đây khoảng độ gần tuần đúng không? Là tin đồn Đại tá Hồng Cao được cân nhắc đúng không? Rồi dưới đó nữa là ví dụ như các chức vụ mà thanh tra Bộ Quốc phòng hay là luật sư của Bộ Quốc phòng thì cái đó phải là luật sư rồi. Rồi tiếp theo nữa là gì? Phụ tá Bộ trưởng nè ha. Rồi gì? Giám đốc thông tin của Bộ Quốc phòng nè ha. Rồi bây giờ là tới như là Cục trưởng nè. Cục trưởng Cục mua sắm và giống như là chuẩn bị duy trì các trang thiết bị cho Bộ Quốc phòng, giống như là Tổng cục Hậu cần á, giống như là vậy đó, Cục trưởng Cục Hậu cần vậy đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là Cục trưởng về Tài chánh nè. Đó, rồi Cục trưởng về Tình báo và An ninh nè, Cục trưởng về Nhân sự và sự chuẩn bị của quân đội nè. Đó, nhiều các vị trí Cục trưởng về Chính sách nè, Cục trưởng về Nghiên cứu và Kỹ thuật nè. Đó, rồi trong Bộ Hải quân thì Bộ Hải quân là thuộc trong Bộ Quốc phòng nha. Bộ Hải quân là thuộc trong Bộ Quốc phòng thì có là Bộ trưởng Hải quân nè, đâu ở đây, Bộ trưởng Hải quân nè, đúng không? Thứ trưởng Hải quân nè, Phụ tá Bộ trưởng Hải quân về Tài chánh nè, rồi về Lắp đặt và Môi trường nè, về Nhân lực và Lực lượng Trừ bị nè, rồi về vấn đề Nghiên cứu nè, Phát triển nè, Mua sắm nè. Đó, còn những vị trí này nữa, cho nên là chỗ nào cũng được. Chạy đâu, trong đây nè. Mình mừng ở cái là bản tin của Politico cho biết là gì? Đại tá Hùng của mình được xem xét nhiều vị trí, và trong đó có vị trí Bộ trưởng Hải quân, thưa quý vị. Mình mừng là mình mừng chỗ đó. Chứ còn mà một vị trí không là được thì đúng được thôi. Còn giờ là nhiều vị trí, tức là Tổng thống Trump giữ đúng lời hứa. Tổng Trump nói rằng là yên tâm, anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Tổng Trump hứa. Đó, cho nên là bây giờ cứ chờ thôi và cầu nguyện thôi. Cứ chờ và cầu nguyện thôi nha quý vị. Rồi đó là những gì mà Trần Mai Cô cũng được gửi tới quý vị về phần tin tức. Và bây giờ Trần Mai Cô xin phép được bước sang phần 2 với những câu hỏi và sự chia sẻ của quý vị. Không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà Trần Mai Cô nói tại sao mà tin tức này không được đồn ra. Xin thưa là tại vì thiên hạ thấy cái tựa đề này đâu có tên gì của ông Hùng Cao đâu. Xong rồi cái thấy cái bản tin mà Politico làm lên cái hình cũng đâu có ông Hùng Cao đâu, đâu buồn bấm vô đâu. Mà Trần Mai Cô vừa mới nhìn thấy cái chữ ai là có thể là nhân vật số 2 của Bộ phòng là Trần Mai Cô bấm vô liền. Tại sao? Tại vì mình phải theo dõi tin tức. Mình phải nhớ lại trước đó đã có tin đồn Đại tá Hùng được cân nhắc làm Thứ trưởng, tức là số 2 trong Bộ phòng. Mình phải bấm vô liền để coi đúng là tên của Đại tá Hùng có hay không. Xin thưa bấm vô. Có mới đọc được cho quý vị. Và vui ở chỗ là gì? Là không chỉ một vị trí mà còn nhiều vị trí nha. Dạ rồi. Xin kính chào quý vị ha. Bà Michelle Siêu không biết có được đắc cử chưa? Dạ chưa đâu. Đếm phiếu chưa xong mà. Chưa biết kết quả. Rồi xong rồi sẽ có kiện cáo nữa nha.
Dạ rồi, mong đại tá được vào làm trong bộ quốc phòng của ngài Trump. Dạ, mà cũng mà tôi có rồi, đại tá Hùng giờ ông khả năng ông đi đâu cũng được trơn, bộ quốc phòng cũng được, bộ hải quân cũng được, rồi bộ bộ ngoại giao cũng được nữa, bộ ngoại giao cũng được luôn, tại vì ông có ngoại ngữ mà đó. Rồi chưa, rồi thêm nữa là gì, là bộ bộ cựu chiến binh cũng được luôn. Bộ cựu chiến binh bây giờ đó là mới có ông đâu rồi, như đây đồ Veteran Affairs rồi. Bộ cựu chiến binh bây giờ mới có ông gì Doug Collins là được làm bộ trưởng thôi. Đó, đây là bộ trưởng bộ cựu chiến binh nè, còn gì thứ trưởng cựu chiến binh nè, rồi ba vị trí là tổng cục trưởng nữa nè. Đó, đâu có thiếu. Nói chung là bây giờ cứ đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu được rồi, đi đâu cũng được trơn á, miễn sao mà mấy vị trí này là có quốc, có thượng viện phê chuẩn là được rồi. Dạ rồi, tiếp tục là anh chào mấy cô, chúc sức khỏe dồi dào, cảm ơn tin tức trung thực. Mấy cô đưa ra quan điểm nhận định hợp lý nhất gửi tới cộng đồng người Việt. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn quý vị ủng hộ chương trình đồng mấy cô ha. Dạ rồi, rất vui khi nghe tin này tới Hùng Cao. Dạ đó rồi, vừa tướng Lương Xuân Việt hay là ai đó thì các vị nào đó có thì báo, không có thì thôi. Dạ chứ quý vị đừng hỏi để đằng mấy cô phải trả lời là không, có là báo rồi nha. Dạ rồi, chờ tôi quên làm Pete Hegseth, đây là bộ trưởng quốc phòng, đại tá có thể làm phó. Dạ thì bây giờ là vừa có thể làm được, cân nhắc có thể làm thứ trưởng hoặc là có thể làm bộ trưởng bộ hải quân, nó cũng là trong trong cái chánh quyền thôi, và phải được thượng viện phê chuẩn nha. Dạ rồi, có lý đó nha, nếu ông được rất nhiều vai trò tổng trong phải xem xét. Dạ đúng rồi, cái mình mừng là cái gì, tức là họ xem xét cho đại tá nhiều vai trò, cái mừng là chỗ đó quý vị. Và cái tin tức này thì ban đầu là một mình anh Jack Posobiec biết ảnh đồn ra thôi, bây giờ là 7 người xác nhận, 7 người trong đội của tổng Trump xác nhận. Điều đó nó cho thấy gì, cái sức mạnh, cái sức gọi là cái tính thuyết phục và cái tính thực tế của tin tức này. Dạ rồi, tiếp tục là cầu mong ta thượng đế thương nước Mỹ để tổng Trump được mọi sự lành, cầu an bình cho nước Mỹ và thế giới, xin tiếp tục cầu nguyện. Dạ đúng rồi, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện thưa quý vị, mình cầu nguyện tiếp tục chứ mình đâu có nghỉ được. Dạ rồi, tôi nghĩ đã tá Hùng bị xui thôi khi đụng độ với tay nặng ký Tim Kaine, nếu là người khác ông Hùng sẽ thắng chắc. Thì ai cũng nói mà, nếu mà đã tá Hùng đi qua mấy tiểu bang đỏ là đã Hùng thắng chắc rồi. Dạ rồi, với lại đảng Cộng Hòa ở trên thượng viện nó đâu có lo cho đại tá Hùng đâu. Quý biết là mỗi cái tiền quảng cáo của ông Tim Kaine thôi là hơn ngân sách cả chiến dịch của đại tá Hùng rồi đó, tiền quảng cáo của ổng thôi đó. Dạ rồi, quý vị đừng có lo, trước sau gì tổng Trump cũng có cho ông thôi. Ngài Trump đã rally với đại tá gặp người Việt ủng hộ ngài, tôi nghĩ ngài Trump không quên, tổng Trump không có quên, tổng Trump không có quên đâu. Nhưng mà ý là mấy cô nói lại, thứ nhất là tin tức có sao, trong mấy cô nói vậy, cái thứ hai là mình cứ chờ đợi, mình cứ vui vẻ chờ đợi và mình không gây áp lực, cũng không đặt những cái yêu cầu quá cao, mình cũng không có mơ quá cao. Hôm nay cô chỉ muốn là một vị trí nào thượng viện phê chuẩn thôi, vậy thôi, nhiêu đó thôi, nhiêu đó thôi. Hoặc là ví dụ như vị trí không cần thượng viện phê chuẩn, ví dụ như phó phó cố vấn an ninh quốc gia cũng được nữa. Phó cố vấn an ninh quốc gia là còn ở gần tổng Trump hơn nữa, tại vì sao, vòng 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 tại Bạch Cung thôi à. Tại vì cố vấn an ninh quốc gia nào phải đi với tổng Trump hết, thì cái người phó thì cũng vòng 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 đó thôi, đó vậy đó. Dạ rồi, dù tất cả người Việt ở Virginia cũng không đấu lại dân số Mỹ quá đông ủng hộ ông Tim Kaine nên thua thôi. Nói chung là cái dân số đó đa số nó nằm ở DC á, cái khu Nova đó, thì từ từ chờ tổng Trump đi, chờ tổng Trump lên là bứng hết một một nhóm đi nè, là Virginia là red again nha. Dạ rồi, đại tá Hùng tài giỏi thì chắc chắn chánh quyền của tổng Trump sẽ tận dụng tài năng của đại tá Hùng. Dạ rồi, tiếp tục chúng ta cứ cầu nguyện thôi, mình cứ cầu nguyện, mình cứ ngồi chờ thôi. Dạ rồi, Hùng Cao ngồi cho Hùng Cao ngồi chờ thời, có chờ thời đâu quý vị, ông vẫn đi làm đó nha, đại tá Hùng vẫn đi làm nha. Dạ rồi, mình thấy nhiều người tào lao trong đây họ nôn nao như là muốn những tướng Việt Nam phải lên chức này chức nọ mới hài lòng. Dạ đúng rồi đó, vừa vừa phải phải thôi chứ, từ từ. Tại vì sao quý vị, đây là hậu quả của cái việc là nói thẳng luôn nha, kể cả MAGA của mình cũng tuyên truyền luôn, hoặc là những cái trang, những cái kênh khuất mặt khuất mày cứ bơm 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 vô một cái ảo tưởng như vậy. Mặc dù chúng ta rất tự hào, chúng ta ghi nhận công trạng của các sĩ quan, của các vị tướng lãnh gốc Việt này kia, nhưng chánh trị là chánh trị,
quân đội là quân đội, công chức là công chức. Có những vị tướng họ về hưu, họ muốn là an nhàn thôi. Chứ mình đừng nghĩ rằng là họ đã là như vậy rồi là phải vô chỗ này chỗ nọ chỗ kia nọ. Quý vị xin thưa là bây giờ Tổng thống Trump đang phải lựa chọn những người nào mà ông đã thẩm định rồi, ông đã biết trước rồi, ông có một mối quan hệ tốt rồi, thì lúc đó mình mới có thể bàn tới được chứ. Cái này là cái hậu quả của việc tuyên truyền đó thưa quý vị. Hậu quả của tuyên truyền đó rất rõ ràng, trong mấy cô nhìn thấy rất rõ ràng luôn. Ví dụ như là cái ông Eric Doherty đó, đây nè, đúng không? Đó, ông Eric Doherty này đó, chỉ từ cái bài đăng của ông này thôi, xong rồi cái lời đồn của anh Chapo Speak chỉ nhiêu đây thôi là rần rần viết bài trời ơi chém gió rồi cái gì tôi lứa hột dưa tè lấy hột me hết. Nhưng mà trong khi đó có cái nguồn tin tức nó nhiều hơn, nó cụ thể hơn và nó xác minh hơn về sự cân nhắc của đội Tổng thống Trump dành cho đại tá Hùng. Nhưng chỉ vì sao? Cái hình không có hình của đại tá, cái tựa đề không có tên của đại tá, dẹp khỏi bàn, dẹp khỏi viết, dẹp khỏi loan. Không quan tâm. Như vậy thì những người đó đã gọi là thực sự đưa tin tức dữ chưa? Thực sự là muốn gửi tin tức tới cho cộng đồng dữ chưa? Có theo dõi một cách tường tận, đầy đủ, sát sao dữ chưa? Đó. Dạ rồi. Tâm lý người Việt rất ghét Tàu Cộng. Đại tá ông Cao được chọn làm Bộ trưởng Hải quân là chính sách, là đúng chính sách đang đây Trung Quốc. Xin thưa với anh thật sự, với anh Vinh Tuấn Nguyễn, người Mỹ mà những người mà Tổng Trump lựa chọn vô trong đây cũng đều có tư tưởng là gì? Ngăn chặn Trung Quốc hết đó nha, chứ không phải chỉ một mình người Việt mình không nha. Dạ rồi. Không sớm thì muộn, Đại tá Hùng sẽ có vị trí trong Quốc hội, chị nghĩ là vậy luôn, hy vọng vị trí trong Quốc hội thì phải đi tranh cử nha chị nha, em chưa biết chuyện đó. Dạ rồi. Tôi không nghĩ đại tá nắm giữ chức vụ Bộ Hải quân này, nhưng đại tá nghỉ hưu từ bộ này mới chỉ vài năm. Ở bên Bộ Hải quân thì họ đòi là 5 năm, nhưng có thể xin Quốc hội cho miễn được. Quý vị đi tới là gần tới rồi đó. Quý vị đi tới là vài năm ha, nhưng mà mình phải thêm bước nữa. Ráng thêm bước nữa đó là gì? Quốc hội có thể miễn cho cái đó. Giống như Bộ Quốc phòng vậy đó. Dù như chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là phải 7 năm, nhưng mà Quốc hội có thể miễn cho cái đó. Với nếu không miễn được ta cân nhắc chi. Dạ rồi. Pennsylvania nó còn đếm phiếu lậu sau lệnh của tối cao pháp viện Pennsylvania không? Hiện tại chưa thấy tin tức gì thêm. Dạ. Nếu nghe tin đại tá ông Cao được bổ nhiệm vô chức vị, được bổ nhiệm quan trọng, thì có nhiều người là sẽ mong men lại gần. Thì đó chịu thôi quý vị. Cái đó chịu thôi chị ơi. Cái đó chịu thôi, nhưng mà còn lại bên phía đại tá không có chịu hay không? Tại vì trong đợt vừa rồi thì cũng gọi là cũng lên bờ, gọi là lên bờ xuống ruộng với những người thích đu bám. Nhiều khi cũng gặp một số những phiền phức. Dạ rồi, tiếp tục là đây là bước ngoặt lớn trong chính quyền Tổng Trump cho đại tá Hùng Cao bước tiến vào nội các. Sau này tôi đặc biệt có niềm tin. Dạ. Nói chung là vị trí nào cũng được hết thưa quý vị. Em quay vịt quay đó, mình mua gà hấp muối, gà xì dầu thì cũng là gà thôi. Đó. Dạ, thì nhưng mà cái ngày đó thì quý vị nên ai chuẩn bị thì phải chuẩn bị sớm từ bây giờ. Chứ không thôi là đến ngày đó là dắt dài thật dài để xếp hàng mua những cái này thì cũng cực lắm. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì những cái lễ lạc ở Mỹ, nhất là trong cái mùa này gọi là mùa lễ hội mà người ở xa về rồi tụ họp gia đình cùng nhau hội ngộ, cùng nhau ăn uống, thì nếu mình không ăn được những cái món truyền thống của Mỹ, gà Tây hay là bánh pumpkin pie, thì bây giờ chuyển sang mình ăn những cái món Việt Nam cũng được, nhưng mà miễn sao là không khí đó vui, thân mật, ấm áp, hạnh phúc là người ta thấy cũng đều được rồi. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ 3 của chương trình Cà phê sáng của Radio Sài Gòn TV. Thưa quý vị, mặc dù là đến tháng Giêng của năm 2025,
thì lúc đó chúng ta mới có một tổng thống mới chính thức. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, những người nào mà người ta e ngại những cái quy định mới, những chính sách mới của một chính quyền mới có thể làm ảnh hưởng đến họ, thì họ đang ráo riết để làm sao những cái việc mà họ mong muốn phải được thực hiện trước. Hôm trước thì chúng tôi đưa tin đến việc là ông thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom cũng đã bay qua Washington để tìm gặp ông tổng thống để làm sao để giữ được những cái điều mà ông mong muốn cho tiểu bang California trước khi mà ông Donald Trump sẽ vào thay thế. Rồi bây giờ đến phiên những cái bộ lạc, những người mà thổ dân ở California đó, họ cũng đang kêu gọi tổng thống Joe Biden trong những ngày tháng còn lại ở cái vị trí tổng thống thì phải nhanh chóng xác nhận những cái nơi họ mong muốn nó trở thành cái di tích quốc gia, bởi vì họ sợ rằng á, đến lúc mà ông Donald Trump lên thì cái chuyện mà những cái hoạt động dùng những nơi này để mà khai thác mỏ, để mà khoan dầu hay là khai thác gỗ vân vân sẽ bị ảnh hưởng đến cái môi trường của họ. Bởi vì cái điều đó là họ đã có kinh nghiệm trong cái nhiệm kỳ trước đây của Tổng thống Donald Trump á, thì ông đã cũng đã từng giảm đi những cái khu vực gọi là di tích ở Utah và một số nơi nữa, giảm nó xuống giảm xuống còn 85%. Rồi đến khi mà ông Joe Biden lên thì ông lại khôi phục cái chỗ đó lại. Thì bây giờ có những cái nơi mà ở California họ muốn rằng là ông tổng thống hiện tại là Joe Biden công nhận nó trở thành những cái di tích quốc gia, thì trong đó là ba nơi mà họ mong muốn. Thứ nhất là muốn công nhận cái di tích quốc gia gọi là Quitisan. Ở đây thì nó rộng tới 390.000 mẫu Anh, rồi ở quận Emporo. Rồi thứ hai là cái di tích là Chocola, cũng là lên đến gần 645.000 mẫu Anh ở quận Riverside, rồi Imperial, vân vân. Rồi một cái chỗ thứ ba nữa là gọi là Satilla, thì họ cũng muốn ở đây là những nơi mà công nhận là khu di tích quốc gia, bởi vì khi mà đã công nhận nó là di tích quốc gia rồi á thì người ta sẽ không có đụng chạm đến nó nữa, nó phải giữ nguyên được cái hiện trạng của nó, và chỉ có là người ta sắp xếp bảo quản như thế nào để giữ nguyên nó như vậy. Thì những cái người mà thổ dân ở đây á, những người mà thuộc các cái bộ lạc ở đây, họ nói họ không muốn, ngoài cái chuyện mà bảo vệ môi trường ra thì họ muốn là những cái văn hóa thuộc về tâm linh, những cái gì thuộc về bản sắc của những người dân tộc, những cái người bộ lạc đó sẽ phải được gìn giữ. Họ không muốn nó bị mai một đi, không muốn nó bị tuyệt chủng đi với những cái loài thú sống ở trong đó. Rồi nếu như mà một ngọn núi bị phá hủy bởi do khai thác thì nó sẽ kéo theo, nó ảnh hưởng đến môi trường, nó kéo theo về cái tinh thần, về bản sắc của những cái như bộ lạc này cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị mai một. Thì dĩ nhiên khi mà cái chuyện mà công nhận những cái khu vực này trở thành di tích, có người thì người ta ủng hộ, nhưng có người á thì người ta sẽ phản đối. Họ nói những cái quyền đó, những cái chính sách đó, những cái luật đó trước đây á nó không có đúng, làm như vậy thì giống như một cái hành vi chiếm đoạt đất gì đó dành riêng cho những cái bộ lạc đó, hay là sử dụng cái đất đó sai mục đích vân vân. Thì chưa biết rằng là tổng thống Joe Biden sẽ có cái quyết định như thế nào, nhưng mà trong cái nhiệm kỳ của ông vừa qua đó thì ông cũng đã xác định 6 nơi trở thành di tích quốc gia ở tiểu bang California, và mở rộng thêm một số vùng nữa. Có nghĩa là ngoài cái di tích đó, ví dụ trước đây nó bị lớn thì bây giờ mở rộng thêm nhiều hơn, thì đó là những cái gọi là di sản của tổng thống Joe Biden để lại. Vậy bây giờ người ta muốn nó nhiều hơn nữa trước khi ông rời khỏi cái vị trí này. Trong khi đó thì ở trên Business Insider, trên trang Yahoo News đó, thì họ có một cái bài viết nó cũng tương đối thú vị để mà mình đọc. Có một người, người ta nói rằng là tôi sống ở một cái khu vực này, nó có hai cái chợ gần nhà tôi nhất, đó là Walmart và Aldi. Quý vị chắc cũng biết là Aldi là một hệ thống chợ của người, tôi nhớ là có ai đó là người Đức đó, đúng rồi, người Đức mở ra ở tại miền Nam California, nhưng mà những tiểu bang khác cũng có cái hệ thống chợ Aldi này. Riêng miền Nam California thì cũng có, nhưng mà nó ít hơn là Walmart. Thì họ làm một cái danh sách, đây là những món hàng muốn mua, rồi họ cầm cái danh sách đó đi vào hai hệ thống chợ, họ vào Walmart rồi họ vào Aldi, để họ so sánh coi cái giá cả của hai chợ đó như thế nào. Đó, nói chung thì tôi với quý vị, mỗi một chợ nó có một cái món hàng, nhiều khi là món hàng sale để khách hàng có thể